Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Bên cạnh Hoa đang là một cô bé học viên của công ty đào tạo Dược Bảo Minh. Và cô bé này là một cô bé học viên rất rất đặc biệt của công ty. Vậy thì đặc biệt như thế nào? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cô bé đấy các bạn nhé. Chào em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình với các anh chị được không? Em chào chị Hoa, chào các anh chị và các bạn. Em tên là Bùi Thùy, quê ở Phú Thọ. Em là người dân tộc Mường ạ. Đây là một điều rất là đặc biệt của Bảo Minh. Bạn đấy là một người dân tộc Mường. Và không phải ai cũng ham học hỏi như vậy đúng không ạ? Và điều đặc biệt gì nữa ở bạn đấy thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với bạn đấy các bạn nhé. Cho chị hỏi em biết đến Bảo Minh thông qua đâu nhỉ? Em được biết đến Bảo Minh qua kênh YouTube. Em đã bỏ nghề được 10 năm và khi đó em chỉ nhớ mỗi Panadol là thuốc giảm đau hạ sốt. Kiến thức đối với em hoàn toàn trống rỗng ạ. Quên hết rồi phải không? Ok, thế thì lúc đấy em có suy nghĩ như thế nào? Lúc đó em nghĩ rằng chả nhẽ mình bỏ ra một số tiền đi học để có một tấm bằng thì rồi lại bỏ nghề thì đáng tiếc quá. Em lên kênh YouTube tìm kiếm khóa học và có tình kịp lấy bài giảng của chị Hoa về thuốc giảm đau hạ sốt, sơ đồ chuyển hóa canxi. Nghe chị giảng rất là thực tế, dễ hiểu và dễ học. Em khao khát được đăng ký khóa học. Nhưng mà lúc đó kinh tế của em thật sự là rất là khó khăn. Em không đủ điều kiện để đăng ký. Em phải tích cóp hơn một năm cộng với tiền đi vay mượn nữa thì em mới đủ tiền để đăng ký khóa học online của Bảo Minh. Quá tuyệt vời đúng không các anh chị? Và đấy cũng là một điều đặc biệt nữa từ cô bé học viên này. Là một người không hề có điều kiện. Và mọi cái vấn đề xuất phát từ trong gia đình ấy thì bạn ấy cũng là một tay gồng gánh. Vì chồng thì cũng đi làm xa nên là điều kiện kinh tế thì cũng không có nhiều. Nhưng mà với một cái khao khát, một cái mong muốn và một cái sự quyết tâm, và bạn ấy đã đồng hành cùng với Bảo Minh ở khóa học combo. Và sau khi mà em học cái khóa học combo xong ấy thì em cảm thấy như thế nào? Và vì sao mà em lại up lên khóa VIP để có thể đồng hành cùng với Bảo Minh? Lúc đầu thì em đăng ký khóa học combo, sau đó em vay tiền để đăng ký lên khóa VIP 3 năm. Vì em thấy kiến thức ở Bảo Minh rất là hay, rất dễ áp dụng. Chưa thấy có một cái cơ sở đào tạo thực hành bán thuốc nào bài bản như vậy. Từ lúc học xong khóa online, mặc dù em chưa bao giờ được thực tập tại quầy, nhưng mà khi học xong khóa học của Bảo Minh thì đã giúp em có thể mở quầy nhỏ nhỏ và tự bán thuốc được ạ. Vô cùng tuyệt vời đúng không các anh chị? Bạn ấy chỉ học thông qua online thôi và chưa từng ra nhà thuốc để thực hành, nhưng mà cũng đã tự mở cho mình được một cái quầy nho nhỏ để có thể đứng bán ở tại nhà được rồi. Và không phải bạn nào cũng có một cái sự quyết tâm như vậy, nhưng Hoa tin rằng là khi mà bạn thực sự mong muốn và bạn thực sự có một cái khao khát để mở quầy thì Hoa tin rằng là các bạn sẽ vượt qua được những cái khó khăn để mình có thể làm được. Trong cái quá trình học ở Bảo Minh á thì em được học những cái gì và em cảm thấy tâm đắc nhất điều gì thì em có thể chia sẻ cho các bạn được không? Trong khóa học em được chị Hoa trao gửi rất nhiều kiến thức về chuyên môn như các nhóm thuốc, cách kê đơn các liều an toàn và hiệu quả. Ngoài ra em còn được học những tư duy tâm thái của dược sĩ, xin chắc vân tay và bản thân số học để thấu hiểu bản thân và khách hàng để em có thể áp dụng trong kinh doanh được tốt hơn. Lúc đầu em tưởng là mình được học mỗi chuyên môn, nhưng sau càng học thì càng em càng nhận được rất là nhiều giá trị. Em thấy rất là may mắn khi được biết đến Bảo Minh và rất thấy xứng đáng với số tiền của mình bỏ ra, nên em lại tiếp tục đăng ký để up lên khóa VIP trọn đời để được đồng hành cùng Bảo Minh lâu hơn ạ. Vô cùng tuyệt vời đúng không các anh chị? Không phải ai cũng có một cái tâm thái ham học hỏi giống như bạn ấy. Mặc dù đã học xong khóa học combo của công ty rồi, nhưng mà bạn ấy vẫn tiếp tục là đi vay, đi mượn để có thể up lên khóa VIP để được đồng hành cùng với Bảo Minh trọn đời. Bởi vì những cái kiến thức và những cái giá trị mà bạn ấy nhận được trong khóa học thì bạn ấy muốn được nghe đi nghe lại mãi mãi mà không bị thoát ra khỏi nhóm. Và đấy cũng là một điều đặc biệt nữa từ cô bé này, vì không phải ai cũng có một cái tâm thái ham học hỏi giống như bạn đó các anh chị ạ. Và một điều nữa mà Hoa cũng muốn các anh chị và các bạn lắng nghe cái câu chuyện của bạn đấy, là một người rất bận nhưng mà cũng đã dành thời gian để học hết được cái khóa học của Bảo Minh. Vậy thì bận như thế nào và làm sao để bạn ấy có thể sắp xếp được thì các anh theo dõi và lắng nghe phần chia sẻ của bạn đấy nhé. Mặc dù công việc của em rất bận, em có hai con nhỏ và cụ nội hơn 80 tuổi, chồng em thì lại đi làm xa, mọi công việc em đều phải đảm đương hết. Hàng ngày thì em bán hàng tạp hóa, đồ ăn sáng cho học sinh, những việc đồng áng lên nương với con cái thì em đều phải bao quát hết. Nhưng mỗi lần lên nương thì em đều mang điện thoại đi theo để tranh thủ học mọi lúc mọi nơi, kể cả những lúc làm việc nhà và những lúc con ngủ. Vì khóa học của Bảo Minh đã có sẵn những bài giảng nên là em chủ động thời gian trong khi học. Mỗi ngày không được nghe bài giảng của chị Hoa, em đều cảm thấy rất lãng phí thời gian và cứ muốn nghe mãi vì quá nhiều thứ để em học. Cảm ơn em rất là nhiều với những cái tâm thái ham học hỏi của em như vậy. Chị Hoa cảm thấy rất là vui khi có những bạn học viên đã vượt qua những cái khó khăn, những cái trở ngại của chính bản thân mình để mà tập trung vào học một cách cao độ như vậy. Các anh chị có thấy không ạ? Không phải ai cũng sẵn sàng để dành thời gian vào học những cái kiến thức mà có thể bạn ấy đã biết hoặc có thể là chưa biết. Nhưng điều mà Hoa cảm thấy tuyệt vời đó là khi mà bạn ấy lên trên nương hoặc là đi làm ruộng ấy, bạn ấy chỉ việc là mang cái điện thoại đi và bật nghe học mọi lúc mọi nơi, thậm chí là ở nhà con cái rồi là làm việc nhà bạn ấy cũng là gì ạ? Bật máy ra để nghe. Và Hoa nghĩ rằng là mưa dầm thì thấm lâu, cứ nghe nhiều thì mình sẽ nhớ và mình sẽ ngấm, để rồi sau đó mình sẽ hành được, trở thành một cái thói quen của mình. Và Hoa mong rằng là các anh chị và các bạn đã là học viên của Bảo Minh cũng sẽ phát huy được cái tâm thái ham học hỏi giống như vậy các anh chị nhé. Và một lần nữa thì chị Hoa cảm ơn em rất là nhiều. Em vô cùng biết ơn chị Hoa đã giúp em lấy lại được kiến thức sau 10 năm em bỏ nghề, để em có động lực và yêu nghề hơn.
Qua đây em muốn nhắn gửi tới các anh chị và các bạn, dù là sinh viên hay đã bỏ nghề lâu năm hay từ các ngành khác sang, dù là công việc rất bận như em tin chắc rằng em học được thì các anh chị cũng sẽ học được và chắc chắn còn học tốt hơn em. Một lần nữa em cảm ơn chị Hoa, em chúc chị Hoa mạnh khỏe, năng lượng, chúc công ty Bảo Minh ngày càng phát triển, trao đi được thật nhiều giá trị đến với cộng đồng ạ. Cảm ơn em rất là nhiều. Vâng ạ, đó là phần chia sẻ và cũng là câu chuyện của bạn học viên có biết của công ty Bảo Minh, bạn là Bùi Thùy. Hoa nghĩ rằng là đây sẽ là một cái câu chuyện để có thể chia sẻ cũng như là truyền cảm hứng cho một cơ số các anh chị đã từng bỏ nghề lâu năm rồi. Bạn ấy cũng là một câu chuyện là đã bỏ nghề lâu năm rồi và quay trở lại học thì gần như là con số 0. Thế nhưng mà chỉ học thông qua online thôi mà bạn ấy cũng có thể là hệ thống được các cái nhóm thuốc, rồi là biết cách để kê đơn cắt liều, biết cách để tư vấn bán hàng và mình có thể học thêm những cái kiến thức để phát triển bản thân của mình nữa. Cộng với lại việc bạn ấy rất là bận nhưng mà bạn ấy cũng dành thời gian để học được, đúng không ạ? Thì Hoa mong rằng là nếu như mà các anh chị đã bỏ nghề lâu năm rồi thì chúng ta có thể tìm hiểu về Bảo Minh để có thể đồng hành cùng với công ty. Và Hoa cũng rất là mong muốn có thể chia sẻ và truyền tải tới các anh chị những cái kiến thức và kinh nghiệm của mình mà đã chắt lọc được trong suốt thời gian qua, giống như là bạn Bùi Thùy cũng đã là được lĩnh hội những kiến thức từ Bảo Minh, đúng không ạ? Và một lần nữa thì chị Hoa cảm ơn em về phần chia sẻ của mình tới các anh chị. Và chị Hoa chúc em luôn vững bước với nghề, luôn phát huy tất cả những cái giá trị của mình để đóng góp cho cộng đồng, và mong muốn rằng em sẽ lan tỏa được nhiều những cái giá trị hơn nữa tới mọi người nhé em nhé. Cảm ơn các anh chị đã đồng hành và lắng nghe cùng với Hoa trong buổi trò chuyện hôm nay. Hy vọng sẽ được trò chuyện cùng với các anh chị nhiều hơn nữa thông qua các video clip sau. Xin chào tất cả các anh chị.